Wow, anh ấy thật sự mạnh trên sân cỏ. Sau mỗi trận đấu, anh ấy thường uống rượu bia cùng bạn bè và thật hạnh phúc bên vợ và hai người con. Xuất tinh sớm, di tinh, liệt xương, viêm tuyến tiền liệt, vô sinh là năm vấn đề nan giải đang làm nhức nhối các quý ông tại Việt Nam. Không ít gia đình đang đứng trên bờ vực tan vỡ vì không hòa hợp trong chuyện đó, hoặc các quý ông không có khả năng sinh con. Rượu bia nhiều, ngồi nhiều, việc lạm dụng dịch chất kích thích, cuộc sống không có quy luật, ăn uống không vệ sinh, quan hệ tình dục bừa bãi đã và đang là những nguyên nhân chính khiến cánh đàn ông đang dần mất đi sự tự tin vốn có của mình. Khi đó chưa hẳn là căn bệnh liên quan đến tính mạng, nhưng thiếu đi điều đó, bạn sẽ trở thành người đàn ông vô vị. Hãy dùng FT dược Vinamax, vì trong Vinamax với 100% là thảo dược được phục hồi và hỗ trợ chữa trị chức năng sinh lý. Với nồng độ hoạt tính cao đã và đang là sản phẩm không thể thiếu được của các quý ông, là sản phẩm tiêu dùng tại 36 quốc gia, đã mang lại niềm vui cho hàng triệu gia đình. Nếu bạn đã dùng các sản phẩm khác không hiệu quả mà còn ít biến chứng, thì hãy gọi nhanh tới tổng đài 1900-6603 để được hỗ trợ và điều trị kịp thời, hoặc truy cập vào website www.vietmylienthong.vn để biết thêm chi tiết. Mối quan hệ rạn nứt bởi chuyện chăn gối không phù hợp, mệt mỏi, căng thẳng và thiếu tự tin bên người ấy, mất khả năng sinh sản, chuyện tế nhị không thỏa mãn khiến các bà vợ sống trong cảnh đá thúng lưng điêng và cuộc sống gia đình đứng bên bờ tan vỡ. Vậy, để đàn ông hiểu về một nửa còn lại, hãy cùng lắng nghe một vài tâm sự của họ. Anh ấy chê tôi già, chê tôi xấu, bảo tôi là không còn quyến rũ như ngày xưa. Nhưng mà thực tâm tôi biết không phải là từ tôi, mà là do anh ấy. Tôi thấy bạn tôi rất nhiều người ly hôn về chuyện đó. Người ta nói tính cách không hòa hợp, nhưng chuyện đó hòa hợp vẫn có thể sống tốt bên nhau. Chuyện chăn gối không hòa hợp thì rất mệt. Tôi cũng là phụ nữ như bao nhiêu người phụ nữ khác. Tôi có thể chịu được 1 tháng, 2 tháng, nhưng 2-3 năm tôi không thể chịu được. Vợ chồng tôi đã kết hôn được 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Mẹ chồng hay nói là tôi không biết đẻ. Tôi rất mệt mỏi về chuyện này. Nhưng do y học phát triển, khi đi khám tôi mới biết là do chồng. Tôi đã mua rất nhiều sản phẩm chai lấy uống mà vẫn chưa có kết quả gì. Tình cảm và chuyện chăn gối đã đang là đề tài trên tất cả các diễn đàn và các trang mạng. Vậy, để phục hồi bản lĩnh đàn ông, chúng ta cần một giải pháp. Giải pháp đó như thế nào? Hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Nếu sinh lý xuất tinh sớm, di tinh, viêm tuyến tiền liệt không phải là do thận, vậy chúng ta dùng thuốc bổ thận để làm gì? Sự thật là do tinh hoàn khi tuổi càng cao, áp lực cuộc sống càng nhiều, cuộc sống chăn gối không có quy luật làm tinh hoàn bị lão hóa. Trong thành phần Vinamax có hoạt chất bổ sung cho các tinh hoàn bị lão hóa, giúp máu lưu thông tốt, khiến tinh hoàn phục hồi nhanh hơn, có thể phục hồi bản năng vốn có của đàn ông. Trong thành phần Vinamax Maca chứa hàm lượng cao, Maca chứa các axit amin dễ dàng xâm nhập vào các tế bào ở dạng lấp đầy các mô, có thể tạo hưng phấn và mạnh trong một thời gian nhất định. Các quý ông hãy dùng Vinamax, đó là một sản phẩm cao cấp được các chuyên gia khuyên dùng. Qua quá trình chiết xuất và nghiên cứu, Việt Mỹ Liên Thông cho ra đời sản phẩm Vinamax vượt trên cả các sản phẩm cùng loại. Với các thành phần 100% là thảo dược, maca, đông trùng hạ thảo, có tác dụng rất tốt với các bệnh yếu sinh lý, di tinh, liệt xương, viêm tuyến tiền liệt, cơ thể mệt mỏi, stress, đã và đang là một sản phẩm không thể thiếu được cho các quý ông. Chuyện chăn gối luôn là đề tài muôn thuở của các quý ông để làm vui lòng các bà vợ, bạn gái của mình. Các quý ông không ngần ngại bỏ thời gian để lên rừng xuống biển, tìm những thực phẩm bổ dưỡng hoặc là cả trên các trang mạng ảo để tìm cho mình một thần dược. Vâng, khi gọi điện về tổng đài của chúng tôi, đã có rất nhiều người ngại ngùng không dám thổ lộ căn bệnh trên. Do vậy, khi mua phải hàng giả, hàng nhái không đảm bảo nguồn gốc, khiến một số quý ông phải tiền mất tật mang. Tôi không nghĩ yếu sinh lý lại diễn ra ở độ tuổi của tôi chỉ rất hoang mang mỗi khi gần vợ. Gia đình tôi sống rất mệt mỏi. Tôi năm nay 45 tuổi, tôi rất kém tự tin trong việc ấy. Mặc dù tôi là người thành đạt trên thương trường, nhưng gia đình tôi lại bị tan vỡ. Vợ tôi nói thẳng với tôi là chuyện đó của tôi quá kém. Vâng, thưa quý vị và các bạn, yếu sinh lý xuất tinh sớm, di tinh, liệt dương, vô sinh đang trở thành một căn bệnh nhức nhối trong xã hội này và trở thành nỗi ám ảnh với các quý ông. Hãy dùng Vinamax. Đúng vậy, vì trong Vinamax chứa 100% thảo dược quý như maca, đông trùng hạ thảo, thảo dược phục hồi và hỗ trợ điều trị các bệnh nam khoa dựa trên sự thành công của các sản phẩm cũ như là Vanil, dược lực Maca. Vinamax đã tạo nên một cuộc cách mạng mới có thể hỗ trợ triệt để các bệnh xuất tinh sớm, di tinh, liệt xương và viêm tuyến tiền liệt hay là vô sinh, trả lại bản năng vốn có của người đàn ông, mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho hàng triệu gia đình trên 36 quốc gia. Vinamax là một sản phẩm cao cấp của Việt Mỹ Liên Thông, là sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng, sạch, an toàn, không chất kích thích, không tác dụng phụ, không tái phát, là sản phẩm chất lượng cao tại ASEAN tổ chức Singapore năm 2013 và được người tiêu dùng bình chọn, tin và dùng. Vâng, nếu bạn bị yếu sinh lý, di tinh, liệt xương, viêm tuyến tiền liệt, tinh trùng yếu, vô sinh, đau lưng, mỏi gối, cơ thể mệt mỏi,
Nếu bạn đã dùng các sản phẩm khác không hiệu quả mà còn bị biến chứng thì hãy gọi nhanh tới tổng đài 1900 6603 để được hỗ trợ và điều trị kịp thời, hoặc truy cập vào website www.vietmyliên thông.vn để biết thêm chi tiết. Là sản phẩm mang lại niềm vui và sinh lực cho hàng triệu gia đình trên 36 quốc gia và là sản phẩm không thể thiếu được cho cấp yêu và hiện đại. Vinamax, khi đấu lên tiếng.